Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giái Heo Hơi hôm nay Và nếu anh chị mới ghé kênh à cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video Ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 Quý vị và các bạn thân mến theo ghi nhận giải hơi trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc. Nhiều địa phương trong ngày hôm nay như là Thái Bình, Nam Định, Hải Dương hay là đối với tỉnh Hà Nam phổ biến trong khoảng giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên mức giá 57.000 đồng chỉ một ngày trước đó có xu hướng lan rộng ra nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc. Nhưng có thể nhiều hộ chăn nuôi cho rằng sẽ chứng lại. Nguyên nhân là do giá hơi của một số doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ với heo có trọng lượng trên 130 kg trên một con. Và điều này là một sự bất ngờ lớn đối với các hộ chăn nuôi khi mà trong vài ngày qua giá hơi liên tục có xu hướng tăng cao. Theo anh Chính, một thương lái ở chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam cho rằng, đợt điều chỉnh giá giảm bất ngờ này của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào nguồn heo có trọng lượng lớn tồn động ở các trang trại trên 130 kg trên một con, cho nên cũng ít tác động đến giá hơi ở thị trường tự do trong những ngày tới. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi như là Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang hay là Yên Bái trong ngày hôm nay cũng có những diễn biến tương tự. Hiện nay giá hơi trong khu vực này đang phổ biến trong khoảng 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên mức giá 52 cho đến 55.000 đồng xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh thuộc khu vực này. Bên cạnh đó, một số tỉnh vùng cao ở khu vực miền Bắc như là Lai Châu, Điện Biên hay là đối với tỉnh Lào Cai, Sơn La trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, đặc biệt là Lai Châu và Điện Biên dao động trong khoảng 53 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác thì có mức giá thấp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Trung tâm quản lý dự trữ hàng hóa của Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ mua 38.000 tấn thịt lợn để dự trữ vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Đây là đợt dự trữ thứ hai trong năm 2022 sau đợt dự trữ đầu tiên một tuần trước đó sự kiện này diễn ra khi chính phủ Trung Quốc tìm cách hỗ trợ giá cho người chăn nuôi khi mà giá lợn hơi ở quốc gia này đang có xu hướng giảm mạnh. Người chăn nuôi trên khắp đất nước Trung Quốc đã và đang chịu thiệt hại lớn do giá thịt lợn giảm và chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao. Các nhà phân tích cho biết, việc thua lỗ kéo dài có thể khiến cho một số doanh nghiệp rời bỏ khỏi thị trường, dẫn đến sản lượng thịt lợn của quốc gia này sẽ giảm trong tương lai. Đàn lợn của Trung Quốc trước đây đã bị tiêu hủy lớn bởi dịch tả lợn châu Phi, khiến cho giá thịt lợn tăng vọt, đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. Sau đó Trung Quốc đã tái đàn lợn khổng lồ và ổn định sản xuất, đó trở thành một chủ trương lớn của nhà nước Trung Quốc. Và chủ trương như thế này thì Việt Nam hầu như vẫn chưa bao giờ có. Còn nhớ thời điểm vào tháng 7 tháng 8 năm ngoái giá lợn hơi ở trong nước đã xuống mức chạm đáy, chỉ dao động khoảng 32 cho đến 35 000 đồng trên 1kg người chăn nuôi thua lỗ nặng. Tuy nhiên cũng chẳng có động thái gì từ các cơ quan chức năng để vực dậy giá lợn hơi. Mà giá lợn hơi trong nước hiện nay chỉ phụ thuộc vào quy luật cung cầu. Giá heo hơi tại các tỉnh thuộc cung miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng chỉ tăng thêm ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương khác vẫn đang giữ nguyên mức giá. Hiện nay nhiều nơi ở Thanh Hóa đối với dòng heo siêu loại 1 dao động trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đối với dòng heo 2 bề ở một số huyện như là Ngọc Lặc, Thọ Xuân hay là đối với Yên Định, nhiều chăn nuôi chỉ báo giá do quanh 50 cho đến 52 000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, phần lớn các địa phương như Quảng Nam, Đà Nẵng hay là Quảng Ngãi trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 54 cho đến 57 000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên mức giá 56 cho đến 57 000 đồng ít phổ biến mà chủ yếu rơi vào những đàn heo siêu nạc. Có mã đẹp, trong khi đó, các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng đã xuất hiện mức giá 54.000 đồng nhưng chưa phổ biến mà chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng. Các địa phương khác có mức giá thấp hơn, dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cũng giữ giá giao quanh 52 cho đến 55.000 đồng. Ngay như một số địa phương có đàn heo lớn ở thị trường miền Nam như Đồng Nai, hay là đối với khu miền Tây Nam Bộ như là Bến Tre cũng chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Nhiều nơi heo chọn loại 1 thì có thể bán được với mức giá cao hơn 54.000 đồng và hầu như các tỉnh ở khu này đang thấp hơn so với các tỉnh ở khu vực miền Bắc từ 3 cho đến 4 giá. Ngay trong bối cảnh giá thức ăn tăng liên tục, người chăn nuôi ở nhiều địa phương đã tận dụng phế phụ phẩm trong ngành nông nghiệp làm thức ăn nhằm giảm chi phí cho ngành chăn nuôi. Bởi hiện nay tuy là giá hơi có tăng nhưng vẫn đang thấp hơn so với giá thành chăn nuôi và người chăn nuôi xuất chuồng vẫn chưa có lãi. Và cụ thể hơn theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá hơi ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên cũng có những khu vực chỉ xuất hiện mức giá 50 cho đến 52.000 đồng ngay như tại Đồng Nai trong ngày hôm nay có mức giá dao động 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn một giá ở mức 51 cho đến 54.000 đồng. Bình Dương phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Bình Phước trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Tây Ninh phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Bà Thế Vũng Tàu cao hơn, dao động trong khoảng 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Tây trong ngày hôm nay cũng trải thác một số địa phương có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Thậm chí một số nơi còn có mức giá cao hơn. Cụ thể theo ghi nhận tại tỉnh Long An có mức giá dao động 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang phổ biến mức giá 53.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh phổ biến mức giá 53.000 đồng bạc liêu 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 53.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng, cao hơn một giá so với các địa phương khác. Trong khi đó An Giang chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Cần Thơ 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang trong ngày hôm nay cũng có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng, trong khi đó đối với tỉnh Cà Mau và tỉnh Đồng Tháp trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Trung theo ghi nhận trong ngày hôm nay, riêng Thanh Hóa là có xu hướng tăng nhẹ, các địa phương khác hầu như đang đi ngang. Cụ thể theo ghi nhận Thanh Hóa trong ngày hôm nay có mức giá 50 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An phổ biến trong khoảng 52 cho đến 55.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn đang ổn định ở mức giá 50 cho đến 54 000 đồng. Riêng đối với Quảng Nam trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, 53 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Đà Nẵng có mức giá 54 cho đến 55 000 đồng. Quảng Ngãi phổ biến mức giá 53 cho đến 56 000 đồng, trong khi đó Phú Yên dao động 50 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Bình Định trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự khi nhiều nơi chỉ báo giá 50 cho đến 53.000 đồng. Khánh Hòa 52 cho đến 54.000 đồng. Hai địa phương là Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Riêng chỉ có tỉnh Lâm Đồng là có mức giá cao hơn so với các địa phương khác, dao động ở mức 51 cho đến 54.000 đồng 1kg các địa phương như là Đắk Nông giao động 49 cho đến 53.000 đồng, Đắk Lắk 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai và Con Tum trong ngày hôm nay cũng giữ mức giá ổn định ở mức giá giao động là 50 cho đến 53.000 đồng. Riêng chỉ có các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ, mức tăng giao động từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Sau khi công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam điều chỉnh giá bán đối với heo có trọng lượng lớn trên 130 kg trên một con sẽ khiến cho giá hơi ở thị trường miền Bắc trong những ngày tới có nhiều biến động hơn. Và cụ thể theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá 53 cho đến 57 000 đồng. Đàn Phượng Ba Vì trong ngày hôm nay phổ biến ra quanh mức giá 55 000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên khu vực Phúc Thọ đối với heo siêu có mức giá 57 000 đồng, tuy nhiên mức giá này chưa phổ biến và rất có thể sẽ 2-3 ngày nữa sẽ nhiều hơn mức giá này. Thái Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Hải Dương dao động trong khoảng 53 cho đến 57 000 đồng. Nhiều nơi báo giá ở khu Ninh Giang của tỉnh Hải Dương đang phổ biến mức giá 55 cho đến 57 000 đồng trên 1 kg đối với heo chọn. Ngày nhiều đối với Hà Nam, theo ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, lượng heo về chợ đã ít hơn so với những ngày trước và người dân cũng không bán ồ ạt ra nhiều khi mà giá hơi trong ngày hôm nay và những ngày trước đó liên tục tăng. Và theo ghi nhận tại chợ đầu mối rất xúc gia cầm tỉnh Hà Nam, heo chọn siêu ba máu loại 1 đang dao động trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, dao động trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg Nam Định 53 cho đến 56.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc yên mô của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá dao động 55 cho đến 56.000 đồng đối với heo siêu. Dòng heo áp siêu khu này có mức giá khá thấp, chỉ dao động trong khoảng 52.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng đối với heo trọn. Còn heo áp siêu trong khu này thì dao động trong khoảng 50 cho đến 52.000 đồng. Thái Nguyên phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc 55.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang 50 cho đến 55.000 đồng. Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá của cao lộc của Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 54 000 đồng. Các địa phương khác thì có mức giá thấp hơn. Cao bằng dao động 50 cho đến 54 000 đồng. Lào Cai phổ biến mức giá 51 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 52 cho đến 55 000 đồng, cao hơn một giá so với ngày hôm qua. Trong khi đó đối với Sơn La phổ biến mức giá 50 cho đến 55 000 đồng. Lai Châu 53 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Điện Biên cũng có mức giá tương tự, phổ biến trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, đối với Hòa Bình, chỉ dao động trong khoảng 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Như vậy có thể thấy rằng đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc đang có xu hướng tăng rất mạnh và hầu như các tỉnh ở khu vực này thay đổi giá liên tục. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.